Giờ em hỏi chồng đi. Hả? Mở khẩu trang ra đi. Đi lấy cho chị chứ bộ. Để coi chất nè. Để coi chất đó. Để coi chất đó. Nè, đạn bắn luôn nè. Thôi lấy một đạn ra bắn thì. Nhưng mà sao tự nhiên thấy chóng mặt coi cái cháu à. Hello, bạn ngồi ngồi đây. Tôi giống rồi đó con à. Đây, đây là lần đầu làm chuyện ấy. Chóng mặt không Nhật? Ủ tay đúng không? Cho nãy áp suất nó khác mà lên cao lắm mà. Giờ cảm giác chóng váng muốn còn, đang còn luôn á. Hello, hello. Trời chóng mặt quá. Chúng ta đang ở tầng 76 của tòa nhà 81 tầng nha bà con. Trời ơi, sợ độ cao quá anh em ơi. Đó. Ở dưới là mấy cái chung cư của lẹ mát bà mẹ nó. Tôi còn không dám đứng gần nó luôn á. Úi trời ơi, úi trời ơi, tôi chóng mặt quá. Có dăm bụng luôn hả? Cho một cái dăm được bụng được không? À, hôm nay tiệm tôi up sớm. Tôi mới ngoài quê vô đi giải khoai kìa. Đây là góc nhìn từ trên cao xuống. Ui sợ quá. Nhìn nhìn chóng mặt từ nãy đi cái thang máy lên nó lên như là trực thăng. Chóng mặt bà cố luôn. Gọi món đi, gọi món đi. Rồi còn menu nha. Bữa nay ăn mừng chị hai giờ ngồi về. Xíu cái gì? Đó. Dạ kêu chồng đi. Không biết gì đâu mà. Ừ cho cái ly vô ngọt ngọt phải không? Dạ. Ừ. Wow, có ăn gì không? Ở đây mình nồi mắc kim đúng không? Dạ. Không có thuốc đúng không? Ừ, mình đang. Có phòng thuốc không? Ờ. Lấy cho chị xuống không thuốc đi. Một phần đúng đúng. Phở cuốn cá hồi gì hả? Cái gì? Giờ ăn món gì ta? Phở cuốn hả? Ở đây có phở cuốn hả? Tưởng món Nhật chứ. Rồi nghiên cứu đồ ăn đi các cháu ơi. Chờ tôi chút nha bà con. Để tôi lựa đồ ăn ra. Nãy đường đi lên đây đi muốn chết luôn mới lên được tới nơi. Ê, hình như lên này hình ảnh nó cũng ảo luôn sao? Sao thấy nó ảo ảo, nó chạy chạy vậy ta? Bớt nét combo. Cà phê. Đồ uống ở đây cũng rẻ mà con. Mình với nhau một cái coi các bạn. Lavender smoothie. Kêu giùm chị cái phở cuốn gì đó đi. Ờ à, lấy cá hồi đi. Với cho chị ly. Cái ở đây cái gì ngon nhất em? Em. Ở đây đồ uống cái gì ngon nhất? Em mọi người. Nhật. Hả? Nhật. Không cồn. Wi-Fi. Gì? Wi-Fi. À. Mấy cái này ngọt đúng không? Dạ. Cái này da u với lại sữa chấm lên. À. Vậy cho chị cái này đi. Dạ. Rồi kêu đi các bạn. Kêu đi. Không, chúng mày lên tay nhìn thôi à. Qua làm tạo doanh thu vô quán đi các cháu. Ai, uống gì các bạn ơi. Nó nhỏ thôi. Đây không phải là cái chợ nha. Đây là một không gian rất là chill. À hỏi nó có mở cửa sổ hút thuốc được không? Hút thuốc là phải xuống 75 tầng.
xong rồi phải lên chèo lên 75 tầng nữa. Hello, xin chào. Đục má, không gian sống ảo. Sống ảo á ta. Ê, chút nữa tụi bay đầu tư cho tao ổng một cái bộ ở trên đó đi. Lăn lê bò trường trên đó đi. Mấy người thương tôi đâu mà. Đây, cho bà con đi vòng khu này để mình nghiên cứu cái đề co nha. Ở đây người ta trang trí rất là tối giản, không có gì nhiều nhưng mà không gian rất là đẹp. Bây giờ tôi vẫn cảm thấy như tôi rất là chóng mặt, bà con ơi, tôi bị sợ độ cao quá. Nhìn xuống tôi cảm thấy rất là chóng mặt. Trời ơi, đây là lần đầu tiên tôi lên cao vậy, lần đầu tiên trong cuộc đời luôn á. À, ra Hà Nội tôi cũng có lên tầng 79. Nhưng mà hình như tầng 79 này đó nó không có cao giống trong này sao á. Đó, đây là trên trần nha. Hello, hello. Đấy, úi xời. Cho nhìn vàng sái ca. Đúng rồi. Thằng Tú là phải chỉnh trang lại nhan sắc mới hợp nha. Đồng má. Ủa, vợ con ở đây thiếu cái thằng đó vợ con. Đấy, trời ơi. Dạng hot boy tiệm tươi nha. Còn ông Vinh là hot dog. Đất đừng có tỏ vẻ đẹp trai, em chỉ cần em bình thường là em sẽ đẹp trai. À. Ồ, đây là hướng nhìn qua quận nhất nè. BTECO bên kia nè. Đó. Zoom lên hơi mờ. Tôi bị hư cái GoPro rồi chứ không, bữa nay tôi mang GoPro đi quay đống đã luôn. Ở sao bên này đông quá vậy? Bên này mặt bằng đẹp hay sao đông quá vậy ta? Đó. Đó, bên đó là BTECO nha, quận nhất đó. Wow, nhìn từ trên xuống thì Sài Gòn cũng vẫn còn tối thui à. Nhưng mà hình như tầm này tầm cao quá luôn. Thấy thành phố không? Xa tít tắp luôn. Nhìn xuống rồi. Trời ơi, đó là những cái tòa nhà hai mươi mấy tầng á. Mình đang ở trên cái độ cao gấp 3 lần cái đó. Trời ơi. Trời ơi, ở ngoài kia có cái view ngoài trời luôn kìa. Đó, có cái view ngoài trời, mọi người đang ngồi ngoài trời đó. Hay quá ta. Ở dưới đó. Ê, mấy bạn. Ở tầng dưới có hút thuốc á. Ở tầng dưới có ngoài trời á. Có, ở dưới có ngoài trời á. Nhưng mà nói với người ta mình đi xuống mình hút thuốc rồi mình lên. Ở tầng dưới nó có cái ngoài trời thì ra cái chỗ ngoài trời hút thuốc. Đó, để vài cái chậu cây thôi. Ủa, đi bộ được hả? Ê, cái ví của mình bạn cầm chưa? Trời ơi, cầm cái bóp của tôi mà. Đi xuống nha bà con, từ từ. Để tôi cầm điện thoại rồi tôi sắp bằng lờ. Đây là cầu thang này, là cầu thang bằng sắt thép gì đó nha bà con. Đó. Trồng vài cái cây. Wow. Con đường đẹp đấy. Dưới kia là cũng bàn ghế. Tại vì tụi tôi đi số lượng đông quá, 12 người lận, cho nên nhét bên trên có mấy cái bàn dài. Kìa nè, đi ra ngoài kìa. Được mà, ở ngoài trời thì hút thuốc được cho. Đi xuống dưới không hỏi. Không cho hả? À, không cho hút thuốc bà con ơi. Đây là không thích hợp với người nghiện thuốc nha. Nguyên bậy luôn. Ừ, thôi đi lên. Trời, ngoài trời mà không cho hút thuốc chà. Ngoài trời mà. Có phút ngoài trời nhưng mà người ta không cho hút thuốc luôn. Tại sao mà người ta lại liệt kê đối tượng hút thuốc vô cái khu mà.
khó ở như vậy nhỉ. À thôi chúng ta đã về nhà. Hello Tina. Đấy, đi giải trí bà con ơi, mới ngoài quê vô à, buồn buồn nhớ nhớ quê nhớ nhớ con, thôi kiếm chuyện đi chơi cho rồi, ở nhà chơi cho cực, suy nghĩ cực. Thôi tôi vui chơi đây, có gì bà con lên đây nha. Phong cảnh rất là đẹp, đồ uống thì rất là rẻ, đồ ăn cũng rẻ, nói chung là nó cũng chẳng khác gì mấy cái quán bên dưới, nhưng mà view của nó nhìn toàn thành phố ok. Đây là tầng thứ 75-76 nha bà con. Welcome, welcome. Nhìn chán đời quá. À, vợ anh Tú. À, đây là toàn hot boy xăm chỗ không à. Ê, mày quay cho chị với ổng vô clip đó.